Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 20 tháng 12 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, tính đến chiều 16 tháng 12, tại xã Pha Long và Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, đã có 65 con gia súc mắc bệnh lở mồm long móng, trong đó 7 con đã chết. Đây là lần thứ 2 trong năm 2014, huyện Mường Khương xảy ra bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc. Trước đó, trong quý 3 năm 2014, bệnh này đã xảy ra rải rác tại một số nơi, nhưng chủ yếu gây hại trên đàn lợn. Trước tình hình dịch bệnh còn có thể phát triển trong thời gian tới, thêm vào đó là tình hình thời tiết rét đậm tại đây cũng ảnh hưởng tới sức đề kháng của gia súc, thì bà con cần tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người hiểu biết về nguyên nhân, triệu chứng, tác hại và cách phòng chống bệnh lở mồm long móng. Thực hiện tiêm phòng vaccine, nhất là vùng khống chế, vùng đệm, vùng có dịch. Vận động mọi người chăn nuôi gia súc cam kết thực hiện 5-0, không giấu dịch, không mua gia súc, sản phẩm gia súc mắc bệnh, không bán chạy gia súc mắc bệnh, không thả rông gia súc, không vận chuyển gia súc bị bệnh ra khỏi vùng dịch, không vứt xác gia súc bừa bãi ra môi trường. Cách ly triệt để gia súc ốm, không cho chăn thả tập trung, thường xuyên thực hiện vệ sinh chuồng trại, bãi chăn thả hay là dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, diệt loài gặm nhấm, thực hiện tiêu độc, khử trùng khu vực có gia súc bị ốm chết, thực hiện kiểm dịch động vật nghiêm ngặt để khỏi bị lây lan theo địa lý. Quay trở lại với tình hình thời tiết, tại Bắc Bộ trong đêm nay và rạng sáng mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, mưa nhỏ có khả năng xuất hiện tại một vài nơi với lượng không đáng kể. Trời tiếp tục rét buốt với nhiệt độ ban đêm chỉ vào khoảng từ 9 cho đến 12 độ, nhiều nơi tại vùng núi nhiệt độ còn thấp dưới 5 độ. Đến trưa chiều mai thì trời vẫn hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 18 cho đến 21 độ. Thêm vào đó, độ ẩm vào lúc giữa trưa tiếp tục duy trì ở mức thấp, nhiều nơi thấp dưới 50%, cảm giác khô hanh cũng sẽ tiếp tục còn duy trì. Tại miền Trung thì trong ngày mai, không khí lạnh tăng cường khiến cho đới gió đông bắc hoạt động mạnh hơn, kết hợp với điều kiện địa hình làm cho mưa tại khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Khánh Hòa tăng hơn về lượng, nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông, làm cho nền nhiệt độ cao nhất ngày mai giảm xuống mức từ 22 cho đến 25 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời tiếp tục rét với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ. Riêng hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận thì thời tiết khá thuận lợi với trời ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ban trưa chạm ngưỡng 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết vẫn tương đối ổn định, ban ngày trời nắng nhiều và nhiệt độ dao động từ 24 đến 27 độ tại Tây Nguyên và từ 29 cho đến 32 độ tại khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị và bà con, từ tháng 4 đến nay, tại đồng bằng sông Cửu Long đã có từ 30 cho đến 100% số lượng tôm sú, tôm chân trắng bị chết hàng loạt trên diện tích 34.930 ha, trong đó tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu có diện tích thiệt hại cao nhất với trên 29.000 ha, mức thất thu ước tính hàng trăm tỷ đồng. Để hạn chế thấp nhất tình trạng tôm nhiễm dịch bệnh chết trước khi thả nuôi thì bà con cần cải tạo ao hồ nuôi đúng quy trình kỹ thuật, không sử dụng các chất diệt tạp, hóa chất cấm hoặc có nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật để xử lý môi trường ao nuôi, đồng thời bổ sung thêm vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho tôm. Tiếp nối bản tin, xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời ít mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 7 cho đến 11 độ và cao nhất từ 18 cho đến 21 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ít mây không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại đây từ 6 cho đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 cho đến 20 độ. Các tỉnh từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 cho đến 16 độ và cao nhất từ 18 cho đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trời nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, phía Nam thì phổ biến có mưa ở một vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, phía Bắc trời lạnh và nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này dao động từ 17 cho đến 23 độ, cao nhất từ 22 cho đến 30 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, cao nhất là từ 24 cho đến 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.